Như em treo lá có lẽ là nó bị dày, tại em coi cái clip của anh hồi sáng gửi á. Thì hôm bữa là anh nói cái chòi anh là ngang mấy về mấy? Em 3 giờ 9. Ngang ba hả? Về chín hả? Thì bây giờ anh đang có bao nhiêu lá anh? Thì một thường là một kẻ 4 tấc đó, 8 lá Dạ. thì em treo đều đều lên vậy đó, mình Ông lấy ý xuống bếp là mà. cái số lượng lá của mình dự trù lại đầy đủ hết là khoảng bao nhiêu lá để mình sử dụng đó mà. Hả, mày mua tới 400 lận. 400 thì nói chung đủ rồi. Thì bây giờ cái chòi anh ngang 3 giờ 9 á, thì bây giờ là làm á, là lá thực sự là không cần phải nhiều. Thường thường ví dụ như ngày xưa người ta bỏ đầy chòi luôn đúng không? Còn bây giờ mình không cần bỏ đầy chòi nữa, mình bỏ khoảng chừng từ 100, từ 200 đến 250. 150 thì nó vẫn đỡ đủ rồi. Nhưng mà mình tập trung mình để, ví dụ như mình chia ra nằm giữa cái chòi của mình đó anh. Giống như trang như cái kim đồng hồ á, anh thấy không? Cái trục của kim đồng hồ á, nó chính giữa đó mình phân ra giống như là để cho nó bao quanh cái dòng của cái chòi thôi, không cần phải treo tứ tung ra. Nói chung là tập Dạ, trung vô cái treo phần treo chính giữa. gom giữa giữa trò trước rồi từ từ mình mới máng gọng gọng ra. Dạ, thì bây giờ anh đang để trong đó bao nhiêu lá rồi? Còn 8 300 mấy rồi, ba À, trăm vậy là quá nhiều rồi. Là tại hôm vì bữa một một kẻ vậy 8 lá. kẻ 8 lá hả? À, thì 4 tấc 4 tấc mình lên cái cây gác là 6 tấc là mình xỏ đó, Dạ. Thì hôm bữa lên mình tại vì xây là 8 lá. hôm bữa anh làm thì dê nó về được 5 6 con rồi hả? 3 ngày mà em thấy nó cũng được 2 3 cặp gì rồi. À, tại vì anh để hơi nhiều lá chứ bây giờ chiều nay dê nó ra ngoài nó đi ăn á, hiểu không? Chiều nó bay ra thì anh chịu khó Thì lấy đó xuống em hết. hỏi anh, ý em hỏi anh điện hỏi anh là vậy đó, để em chiều em lấy chiều xuống á. chiều chiều mà nó ra anh chịu khó anh lấy lá xuống hết, anh để vô phải chừng 50 đến 100, anh tập trung vô phần chính giữa phải không? Xong rồi bắt đầu là mình cứ làm như vậy, mình mở máy giống như em chỉ. Hôm bữa anh làm giống em chỉ không, anh có đi thử cái máy để coi cái tiếng nào nó theo không, rồi anh chỉnh lại chế độ một bài rồi hết cho anh Thành. Có cái bài số 1 là nó vô nhiều á, Dạ, thì bài số mở 1 lên thì nó ok vô đúng nhiều không? lắm, nó cũng mở tùy là nó vô nó ví cũng dụ tùy buổi nó cũng tối nha. tùy nó cũng tùy theo mùa anh đó không, có mùa thì cái bài đó nó theo, còn có cái mùa thì phải theo bài khác. Nó cũng giống như là ví dụ như con dê trong mùa này nó đang sinh sản, nó bắt cặp đi thì nó sẽ nghe cái tiếng dê của mình, đó là dê mái đó, con dê cái anh nó kêu anh, thì những con dê này nó sẽ tập trung lại hơn. Còn nếu mình mở Về qua cái mùa là cái về cái là bài số mấy ta? thì dụ em đang nói ví dụ thôi anh hiểu không, còn cái bài số 1 anh nói á, là cái đó cái tiếng kiểu nó kêu nó tục bày á, nó bay nó kêu kiểu như nó gọi bày lại gần với nhau á. Còn số 2, số 3, số 4, số 5 là em đưa anh đầy đủ 5 bài để chi, để anh thay đổi nó theo cái thời gian á anh Bành. Rồi hôm bữa là về anh có đi ra ngoài đồng khác anh thử không, hay là anh chỉ đưa đại lên thôi? Em chỉ làm ở tại mình nè. À, nhưng mà theo em nghĩ nha, anh phải làm theo nó đúng bài bản tí xíu. Anh đã lỡ anh mua máy của em rồi thì anh phải theo hướng dẫn của em, là anh đi ra bây chiều á, nếu mà chiều nay anh rảnh á, anh đi ra ngoài một cái khu đất trống á, anh cầm cái máy theo rồi anh nói cái bài số 1 nó theo đúng không, thì anh kiếm một cái cây nó cao cỡ 1 m 2 m gì cũng được, nói chung là để chính giữa cái đồng trống á, là bắt đầu anh mở bài số 1. Thì trong cái đầu mod của mình á anh Thành, nó có cái chế độ là chỉnh lớn nhỏ bài hát, anh biết cái đó mà phải không? À, rồi bắt đầu anh để ra, anh cứ mở bài số 1 rồi bắt đầu anh nhìn cái con dê á, nó bay xung quanh cái máy mình đó đúng không? Ví dụ nó bay xa quá đi thì có thể là anh chỉnh nhỏ hoặc chỉnh lớn hơn. Khi mà anh chỉnh nó đúng cái mức độ của nó thì con dê nó sẽ tiếp xúc gần lên cái máy mình, nó không đậu lên cái máy nhưng mà nó bay gần cái máy của mình. Thì anh mới biết được, ví dụ như mình mở bài số 1 là mình mở cái tần số khoảng ví dụ 15 hay 20 hay 22 gì đó anh hiểu không? Là anh nhớ được là cái bữa sáng hôm sau á, anh đưa lên trên cái chòi á, là anh mở đúng cái mức đó luôn, thì con dê nó sẽ đeo theo cái máy nhiều hơn là anh vẫn mở bài số 1 thì con dê cũng theo, nhưng mà nó không theo nhiều bằng mình chỉnh đúng cái âm lượng á anh Thành. Đó Giống thì như chắc mình anh bỏ gác qua cái, chim rồi cũng vậy đúng không? đúng rồi, anh bỏ qua cái bước đó đâm ra nó cũng không hiệu quả cho lắm. Cái bữa đầu em nói chung là lúc gài mở máy lên ha là nó Dạ. về nhiều lắm.
Dạ. Nhưng mà nó bay rồi nó lạng vô chuồng rồi nó bay ra. Dạ, rồi anh chắc anh cũng làm sai một vấn đề nữa, anh mở máy từ lúc mấy giờ? Thì tối em kéo lên. Đâu phải, vậy là sai bay rồi. Chiều em kéo lên, dạ. Tối cái em lấy xuống. Vậy là sai rồi. Anh làm gì sai rồi, hèn gì con dê nó không ở. Cái vấn đề là anh làm giống cái bước hồi nãy em chỉ đúng không, là đi thử máy là biết được cái âm lượng con dê nó theo, đúng chưa? Xong rồi á là qua ngày hôm sau buổi sáng á, anh chịu khó anh về sớm mấy ngày, anh mở lúc 3:30 hoặc là 4 giờ, nếu 3:30 thì càng tốt. Anh ra ngoài cái chòi dê của mình á, mình để cái máy ở ngoài cái chòi, cái dắp chòi nha anh, chứ không phải là trong cái chòi nha. Tại nếu anh bỏ trong cái chòi á thì cái âm lượng nó ra nó sẽ bị giảm đi, nhiều khi nó bị không phát đi chỗ khác được. Thì anh để ở ngoài cái chòi, anh mở âm lượng khoảng chừng như lúc mà mình đi thử máy làm sao thì mình để vậy. Mình mở lý do tại sao á, anh này mở buổi sáng. Tại vì anh mở buổi sáng, con dê nó sẽ đeo theo cái chòi của mình. Mà đúng cái tầm có không ngày là 3 giờ em mở tới sáng. À, thì để anh nói cho anh nè, là anh mở tới sáng. Thì khi mà sáng lên á, thì con dê nó không có đi được. Anh hiểu không? Thì bắt buộc nó phải vô trong cái chòi của mình, nó treo người trong đó, là nó ở á. Là chiều bắt đầu nó đi ra thì nó sẽ về lại cái chòi đó. Là mình chiều á, nếu mà anh rảnh á thì anh để lúc 6 giờ anh mở máy lên, là nó vừa ra nó quay vô lại, là cái đó mình để cho những con dê nó quay lại để nó thải phân, anh hiểu không? Thì cái số lượng phân nó sẽ tăng hơn tí xíu thôi chứ không phải nhiều. Nếu mà số lượng dê mình nó nhiều á, mình mở máy như vậy nó đi ra nó vô lại thì nó đầm đi, bắt buộc nó phải thải phân ra. Còn nếu mà mình không có dùng cái máy buổi chiều á thì con dê nó bay thẳng ra ngoài, nó thải phân thải ra đất luôn, anh hiểu không? Dạ. Là chắc anh làm sai hai cái vấn đề đó, đâm ra nó không hiệu quả. Mới cho em mới đợi hỏi anh nè. Dạ, còn lá anh để nó nhiều quá thì đâm ra nó cũng hơi ngợp. Anh chịu khó chiều á, anh lấy ra đi, anh chừa khoảng chừng 50-100 cũng được. Rồi bắt đầu anh mở máy, như đừng cái có mở lá máy buổi chiều tối nữa. Dạ. Lá đó là mình như hổm em mua em phơi khô. Dạ. Bây giờ là sẵn em xuống em giặt luôn đi. Thì trước mắt thì mình giặt cũng được, tại vì bây giờ mình chỉ cần khoảng chừng 100-150 lá thôi, mình đâu cần nhiều đâu. Dạ dạ. Mà khi cái chòi anh ổn định anh để cỡ 200-250 cũng được, chứ đừng có nhét hết lá vô, phải không? Dạ. Đó thì đó là như vậy. Tại vì bây nếu giờ mình ví dụ sát bắt đầu ở chính giữa mình gom ra, hay là mình để có cách phản gì không? Mình để theo kiểu nó ở chính giữa, theo kiểu nó giáp vòng với nhau á. Nói chung nó càng chính giữa càng tốt anh. Mà ví dụ như khi em thay lá em chỉ cho anh nè, anh để nó một cây hàng là 8 lá đúng không? Nãy anh nói đúng không? Dạ, một tay 8 lá đó. À, một tay 8 lá. Thì bây giờ anh để ví dụ 8 x 5 là 40, ví dụ vậy đi. Thì anh khi em thay lá là anh thay lá xen kẽ, chứ không phải lấy hết xuống lần, phải không? Ví dụ như là cây số 1, số 3, số 5, số 7, còn 2, 4, 6 để lại, phải không? Là mốt anh đưa lá mới lên lá cũ, lúc nào cái chòi của mình cũng phải có lá mới, lá cũ anh Thành. Dạ. Có nghĩa mình lấy lá đó xuống mình giặt thì cái lá cũ nó vẫn nằm đó, để khi con dê nó về nó vẫn còn nghe cái hơi với là vậy cái chỗ nó đâu. Mình làm một cụm 40 lá đi. Dạ. Là mình cách một khoảng 4 tấc. Dạ. Cái tới cụm khác một lần mình thay cụm như thế ha. Đúng rồi anh. Dạ dạ. Chứ anh đừng có kiểu mà thay mà dạng như thay mà thay giống như mình thay cái áo luôn là không được. Mình thay mình phải thay xen kẽ, mình giữ lại cái lá cũ để khi con dê. Cái đặc tính của con dê nó là về nào, ví dụ bây giờ anh để là 3 lá đúng không? Thì 3 con dê nó về nó đậu trên 3 cái lá đi. Mà bây giờ anh tháo cái lá số 2 xuống thì còn cái lá số 1 với lại lá số 3, mà lá số 2 anh thay lá mới thì cái con dê số 2 nó về nó thấy cái lá nó mới. Nếu mà hai cái lá kia bị thay luôn á là nó sẽ bỏ đi luôn, anh hiểu không? Còn cái này nó về nó thấy con dê số 1, số 3 vẫn đu thì nó sẽ vô đu cái lá số 2. Em nói như vậy không biết anh hiểu không ta? Hiểu đó thì chứ nhiều người ta không biết đó, người ta lấy xuống người ta giặt hết, người ta đưa lên nó thì nó bị chớ dớ cái số lượng lên. Với hai cái làm cái đó cực dơ lắm. Mình hai này thì nó như anh nói là nhẹ nhàng hơn, với lại cái số lượng dơ nó sẽ không có tăng được. Tại vì ví dụ bình thường á, một ngày á dơ nó về có thể là được 200-300 con đi, nhưng mà mình làm sai kỹ thuật á thì nó cũng về số lượng 200-300 nhưng mà cái số lượng cũ nó lại bỏ đi, anh hiểu không? Cái số lượng mới nó ở nó cứ bỏ đi ở là nó sẽ lâu tăng đàn.
Còn khi mà anh làm đúng hết á thì trong vòng phải chừng 10 đến 15 20 ngày là về ổn định hết à. Này mà như mình máy đó thì cái lượng pin nó thấy ok đó, nó lâu lắm. Ví dụ dạ. Mình chính xác rồi mình để qua một đêm luôn được không anh? Thì nếu mà anh muốn làm qua một đêm cái máy á, là khi nào mà cái trò chơi anh nó ở được từ 500 đến 600 con á, là bắt đầu mình mới sử dụng về đêm, anh hiểu không? Chứ bây giờ dạ. Là cái trò chơi chưa có thì đồng ý là mình nó cũng đã có nhưng nó ít, thì bây giờ mình chủ yếu là mình giữ chân những con dê nó ở trong chòi của mình lại trước cái đã. Rồi sau này cái con dê nó có rồi á thì em bây giờ em chỉ cho anh luôn nè. Ví dụ như khi dê nó được 500-600 con đúng không, thì buổi chiều á là từ 6 giờ đến 6 rưỡi 7 giờ gì giờ nào anh rảnh cũng được, anh ra cái khu chòi anh á, cái đất của anh ví dụ như nó rộng lớn không quan trọng đi, mà anh phải chú ý ví dụ như là cái dách, ví dụ như bây giờ cái khu đất đó thì nó có bốn cái góc đằng trước đằng sau bên hông bên kia chòi á, thì mình phải kiếm một cái cây nó cỡ 4 mét, mình đưa cái máy mình lên, mình để xa cái chòi mình về cái hướng đằng sau chòi đi, đúng không anh? Là cái tiếng dê nó sẽ phát qua cái hướng bên kia, thì những cái con dê bên kia nó nghe được á thì nó sẽ qua. Nó qua thì nó sẽ thấy những cái con dê trong chòi mình thì nó sẽ vô. Thì anh cứ tưởng tượng ví dụ như khi mà hai ba con dê khác nó vô trong chòi mình thì nó sẽ dắt tụi khác về nữa anh. Nó kiểu nó là như vậy. Thì cái góc này xong rồi mấy ngày sau anh đổi qua góc kia. Rồi góc kia khi nào mà cái trò dê anh nó ổn định rồi á, là nó được cỡ 3-4 ngàn con rồi đó, là mình không có sử dụng máy cũng được. Nhưng mà nếu mà anh rảnh buổi chiều á, thì thường thường buổi chiều cỡ 5:30 đến 5:45, 6 giờ tùy theo nơi dê nó ra đó anh Thành. Thì mình chịu khó mình ra mình ngồi mình mở máy, mình mở máy cỡ nửa tiếng đến 1 tiếng để chi? Để khi con dê nó vừa bước ra ngoài á, thì anh mở máy thì bắt buộc nó phải bay vô trong chòi lại. Thì bay vô trong chòi lại thì thời gian nó sẽ thải phân, anh hiểu không? Nếu mà anh không đem cái máy ra thì nó sẽ đi luôn, nó không có quay lại chòi thì nó ra cái khu đất nó thải phân. Cái đó thì mình làm lấy phân. Anh hiểu không? Là có nghĩa là ban ngày nó ở nó vẫn thải phân, nhưng mà buổi chiều nó ra nó ăn, nó quay, nó bay thì nó sẽ thải phân. Thì thay vì mình mở máy nó vòng vòng ở đó, nó thải phân vô trong cái chòi của mình tiếp. Là mình tăng được thêm cái thu nhập nó cũng không bao nhiêu. Thì làm được thì nó hiệu quả hơn. Đúng rồi, nói chung có thì nó sẽ hiệu quả hơn. Trước tiên vậy đi rồi em chưa tiến hành cái phần đất chất. Cái phần mà buổi chiều mà mở máy để con dê nó về cái chòi mình nó thải phân thêm á, đó em cũng không có nghĩ ra mà cách em á. Người ta làm á, người ta nói mình, người ta quay clip, người ta gửi mình coi á anh. Thì mình chỉ lại cho người khác thôi, chứ thật ra là em cũng chưa biết cái kiểu đó. Mà người ta nói thì cũng có lý, thì em chỉ lại anh á anh Thành. Dạ, rồi để em nhớ nữa em nói chuyện. Rồi thì cứ vậy làm đi nha. Dạ, dạ. Rồi, có gì món mà làm được có gì quay clip cho em là được rồi. Dạ, dạ, ok, là em báo anh liền. Rồi, ok, cũng làm cũng đang trong. Dạ, dạ, dạ. Rồi, vậy dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ.